Chỉ trong sáng ngày 25 tháng 9, mặc dù thời tiết có mưa vừa và mưa to, nhưng trên dọc bờ biển thị trấn Thiên Cầm và xã Cẩm Dương, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh đã có hàng trăm tàu thuyền được ngư dân khẩn trương đưa vào các khu vực an toàn. Ông Nguyễn Tông Anh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên cho biết, toàn thị trấn có 73 tàu thuyền công suất các loại, tập trung chủ yếu ở thôn Sông Yên, Yên Thọ và Yên Hà. Còn ông Hoàng Văn Linh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cẩm Dương, huyện Cẩm Xuyên cho biết, toàn xã có 59 tàu thuyền công suất các loại đã đưa vào nơi an toàn. Ngoài ra, bà con ngư dân cũng chủ động đưa các tài sản lên cao, tổ chức chặt nhánh cây xanh, chằng chống nhà cửa, công trình phụ, các công trình công cộng để chuẩn bị ứng phó ảnh hưởng cơn bão Noru. Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Tĩnh, tính đến 10 giờ ngày 25 tháng 9, toàn tỉnh Hà Tĩnh có 3.675 tàu thuyền, trong đó có 3.666 phương tiện đã vào bờ trú ẩn. Còn lại 9 tàu với 48 lao động đang hoạt động trên biển đã liên lạc được, đang kêu gọi vào tránh trú trước 17 giờ ngày 25 tháng 9. Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh cũng thành lập 4 đoàn kiểm tra do Chủ tịch và 3 Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo ứng phó bão. Cũng trong ngày 25 tháng 9, cảng cá Thừa Thiên Huế ở phường Thuận An, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế tấp nập tàu cá cập bến với các khoang thuyền đầy ắp cá tôm, được các thương lái từ khắp nơi chờ sẵn để thu mua. Ngay sau khi công việc mua bán hoàn tất, các ngư dân gấp rút neo đậu, chằng chống tàu thuyền. Ông Phan Thanh Hùng, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, toàn tỉnh có 2.062 phương tiện trên 11.350 lao động hoạt động khai thác thủy sản. Hiện Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế nỗ lực kêu gọi 6 tàu còn hoạt động trên biển về bờ. Các địa phương khác như Đà Nẵng, Quảng Trị cũng đang gấp rút triển khai phương án di dời người dân vào hầm trú bão. Lực lượng cán bộ chiến sĩ gia cố mái nhà, chủ động dự trữ lương thực thực phẩm để ứng phó bão Noru.